Mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Người nhập cư bất hợp pháp bị buộc tội giết bà và con gái trong vụ tai nạn ở Michigan. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tiết lộ kế hoạch giành chiến thắng của Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa sau cuộc tái ngộ của cựu Tổng thống và Đảng. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ công bố lệnh trừng phạt hơn 300 cá nhân và tổ chức của Nga. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, một người nhập cư bất hợp pháp hiện bị buộc tội gây ra vụ tai nạn xe cộ ở Selby Township, Michigan, khiến bà Nancy Richmond, 88 tuổi, mẹ của ba đứa con và bà ngoại của bảy đứa cháu và con gái của bà Crystal Byrne, 63 tuổi, thiệt mạng. Cái này tên là George Medina Hardenet, một người nhập cư bất hợp pháp 33 tuổi. Theo văn phòng công tố quận Marcom, Medina Herdanet đang lái một chiếc xe tải chở hàng vào ngày 6 tháng 6 tại thị trấn Selbay, thì anh ta tông vào phía sau chiếc bus Verano, Marisman và Burn đang lái. Hai phương tiện khác cũng liên quan đến vụ tai nạn này. Cả Richmond và Burn đều chết vào ngày 6 tháng 6 do vụ va chạm. Các phương tiện truyền thông đưa tin tiết lộ rằng cơ quan thực thi di trú và hải quan đã giam giữ Medina Hernandez. Thượng nghị sĩ tiểu bang George Bellino thuộc đảng Cộng hòa cũng đã gửi thư cho Ngoại trưởng Michigan Jocelyn Benson thuộc đảng Dân chủ, yêu cầu bà cung cấp thông tin về cách kẻ gây ra tai nạn chết người này, làm thế nào mà có thể lấy được bằng lái xe mặc dù là người nước ngoài bất hợp pháp. Bellino cho biết trong một tuyên bố, luật Michigan yêu cầu một cá nhân phải là công dân hợp pháp thì mới được cấp bằng lái xe tiêu chuẩn, và thậm chí còn yêu cầu kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt hơn đối với bằng lái xe thương mại. Thật vô cùng đáng báo động khi nghĩ rằng, Bộ trưởng Besson có thể cấp giấy phép bất hợp pháp cho những người nhập cư bất hợp pháp này. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tiết lộ kế hoạch giành chiến thắng của Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa sau cuộc tái ngộ của cựu Tổng thống và đảng. Quý vị thân mến, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết, sau cuộc gặp của cựu tổng thống Ronald Trump với các nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong Quốc hội rằng có điều gì đó đang xảy ra trong nước, làn sóng đỏ đang dâng trào. Cựu tổng thống đã mang lại năng lượng và sự nhiệt tình cho hội nghị, điều mà đã được nhìn thấy trên khắp đất nước. Cụ thể ông nói, "Chúng tôi rất vui mừng được tiếp đón tổng thống sáng nay." tổng thống thứ 45, người sẽ sớm tái đắc cử làm tổng thống thứ 47, đồng thời giải thích rằng sáng nay, tổng thống Trump đã mang đến một nguồn năng lượng, sự phấn khích và nhiệt tình phi thường. Rằng đó là những gì họ đang thấy trong bữa tiệc trên khắp đất nước. Nhiều người trong chúng tôi đang đi khắp đất nước, tôi làm điều đó không ngừng nghĩ. Tôi đã đến 29 tiểu bang và thực hiện các sự kiện ở 123 thành phố. Chúng tôi đến các tiểu bang màu xanh lam, các quận xung quanh và có điều gì đó đang xảy ra trong nước. Ông ấy cũng đang cảm nhận và nhìn thấy điều đó. Ông đã huy động 107.000 người tham gia cuộc biểu tình ở New Jersey. Ông ấy sẽ đi từ bờ biển này sang bờ biển khác, giống như chúng tôi, và tất cả chúng tôi đều nhìn thấy cùng một điều. Ông Johnson nói, đồng thời nói rõ rằng cuộc bầu cử sắp tới là cuộc bầu cử có hệ quả nhất chắc chắn trong cuộc đời của chúng ta. Và có lẽ đây là trận chiến cuối cùng để chúng ta có thể khôi phục lại được nền dân chủ vốn có mọi thứ đang bị đe dọa, ông nói. Tổng thống Biden và chính quyền ông ta đã làm xáo trộn mọi lĩnh vực chính sách công và mọi người trong nước đều biết, vì vậy họ nóng lòng muốn có câu trả lời. Họ muốn có câu trả lời cho những điều khiến họ quá chán ngán và đảng của chúng tôi ở đó để cung cấp điều này. Ông tiếp tục. Chào mời một nhóm ứng cử viên phi thường đang thực hiện các chiến dịch lớn trên khắp đất nước. Johnson bày tỏ sự tin tưởng rằng đảng Cộng hòa đang hướng tới tháng 11 tuyệt vời, nhưng ông nói rõ rằng họ không coi bất cứ điều gì là hiển nhiên. Bạn phải chạy như thế bị bỏ lại 10 điểm, nhưng chúng tôi rất được khuyến khích bởi cuộc bỏ phiếu. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ giành lại Tòa Bạch Ốc và Thượng viện cũng như phát triển đa số Hạ viện. Và khi làm được điều đó, chúng tôi sẽ không lãng phí một giây phút nào. Ông nói đồng thời đề cập đến một chương trình nghị sự tích cực để giải quyết tất cả những vấn đề lớn đang đối mặt với đất nước ngày nay bây giờ. Johnson nói thêm rằng ông đã nói chuyện với một đồng nghiệp đã tham gia chính trị lâu năm. Người này nói với ông ấy rằng hiện tại ông ấy cảm thấy tự tin và nhiệt tình hơn những gì mà ông cảm thấy trong 40 năm làm chính trị. Tôi nghĩ đó có lẽ là một dấu hiệu tốt cho thấy cử tri đang cảm thấy thế nào. Một làn sóng đỏ đang dâng trào và chúng tôi rất vui mừng về điều đó. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ công bố lệnh trừng phạt hơn 300 cá nhân và tổ chức của Nga. Thưa quý vị, trước một ngày khi mà các nhà lãnh đạo G7 dự kiến tập trung tại Ý để thảo luận về các cách kiềm chế nền kinh tế chiến tranh đang phát triển của Nga trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, Hoa Kỳ đã công bố một loạt các lệnh trừng phạt mới nhắm vào Nga. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, hôm ngày 12 tháng 6, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với hơn 300 cá nhân và tổ chức của Nga. Các lệnh trừng phạt này sẽ làm tăng thêm rủi ro mà các tổ chức tài chính ngoại quốc gặp phải khi giao dịch với nền kinh tế chiến tranh của Nga. Nói chuyện với các phóng viên trên truyền cơ Air for One, ông Sullivan còn cho biết rằng Bộ Ngân Khố đang nói rõ rằng các ngân hàng ngoại quốc có nguy cơ bị trừng phạt nếu giao dịch với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào bị cấm theo lệnh trừng phạt Nga của chúng tôi, kể cả các ngân hàng của Nga được chỉ định. Trên hết, Bộ Ngân Khố và Bộ Thương mại sẽ công bố các lệnh cấm bổ sung nhắm vào khả năng của Nga trong việc truy cập một số phần mềm hoặc dịch vụ công nghệ thông tin IT của Hoa Kỳ và bộ thương mại sẽ thiết lập các bước để nhắm mục tiêu mạnh mẽ hơn vào các chuyến hàng mang nhãn hiệu hoa kỳ bất kể những mặt hàng đó được sản xuất là ở đâu Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi đang tăng thêm rủi ro cho các tổ chức tài chính khi giao dịch với nền kinh tế chiến tranh của Nga và phong tỏa các con đường để trốn tránh, đồng thời làm giảm khả năng của Nga được hưởng lợi từ việc tiếp cận công nghệ, phần mềm thiết bị và dịch vụ IT ngoại quốc. Hơn hai chục trong số 300 tổ chức và cá nhân mới bị trừng phạt đều đến từ Trung Quốc ông sullivan còn cho biết hoa kỳ đang nhắm tới nhiều giới thượng lưu nga hơn kể cả những người bị cáo buộc liên quan đến việc trục xuất và giáo dục lại trẻ em ukraine ông nói rằng nhìn chung những hành động này làm tăng rủi ro cho các tổ chức tài chính nào giao dịch với nền kinh tế chiến tranh của nga phong tỏa các con đường để trốn tránh đồng thời giảm thiểu khả năng của nga được hưởng lợi từ việc tiếp cận công nghệ thiết bị phần mềm và dịch vụ it ngoại quốc ngay sau thông báo này, thì Sở Giao dịch Moscow loan báo sẽ tạm dừng các giao dịch bằng đô la và euro. Theo hãng thông tấn The Associated Press, Hoa Kỳ đã trừng phạt hơn 4.000 cá nhân và doanh nghiệp của Nga kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, thì lực lượng Nga vẫn tiếp tục trụ vững trên chiến trường này. Thưa quý vị, một mối lo ngại ngày càng tăng là quyết định của Trung Quốc với hợp tác với Nga để phát triển và cung cấp các công nghệ lưỡng dụng trong 6-8 tháng qua. Trung Quốc đang nỗ lực phát triển hình thức chủ nghĩa đa phương của riêng mình, đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Nga và đặc biệt là Iran. Giám đốc tình báo quốc gia Ariel Hanet cho biết trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào ngày 2 tháng 5, Việc Trung Quốc cung cấp các linh kiện và vật liệu có công dụng kép cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga là một trong rất nhiều những yếu tố đã làm nghiêng thế cục trên chiến trường Ukraine theo hướng có lợi cho Moscow, đồng thời đẩy nhanh quá trình phục hồi sức mạnh quân sự của Nga sau cuộc xâm lược vô cùng tốn kém của họ. Bộ Ngoại giao Nga lưu ý trong một tuyên bố rằng hàng nhập cảng từ Trung Quốc đang lấp đầy những khoảng trống quan trọng trong chu kỳ sản xuất quốc phòng của Nga để sản xuất vũ khí, tăng cường sản xuất quốc phòng và củng cố cơ sở công nghiệp quân sự của quốc gia này. Ông Sullivan cho biết, chính phủ đã nói rõ với nhà cầm quyền Trung Quốc rằng họ có quyền hành động chống lại các công ty cụ thể được cho là đang hỗ trợ giúp cho cụ máy chiến tranh của Nga. Chúng tôi không chỉ tập trung vào Trung Quốc, chúng tôi còn tập trung vào mạng lưới rộng lớn, gồm các tổ chức và cá nhân đang cố gắng lách các lệnh trừng phạt và đưa những nguồn lực này vào Nga. Hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 50 diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 tại miền Nam nước Ý với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ý và Canada. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time.